Ok, hello anh em, đã đến với kênh vlog của mình. Thì mình là cha 28 nha anh em ấy. Thì con anh nó cứ kiểu mình, nó thấy video mình thì nó cứ chọc mình là tứ ok nha mọi người. Đấy, nó mà có coi được video của này của mình thì mình không biết nó có cười là không nha mọi người. Đấy, mình là tứ ok nha mọi người. Nó gặp mình thì nó kêu mình là tứ ok nha. Mình là tính ok nha mọi người. Yeah, cần đợi quá. Thì ok bây giờ nó đang ăn với quê mọi người. Đấy, nó kiểu nó đang coi chú ba mà nó gặp video của mình đó mọi người. Mình là tính ok nha mọi người. Ok nên là đến với kênh YouTube của cha 28 nha anh em. Thì ok bây giờ mình thì lâu quá mà. Thì test lên giờ khoảng tầm 2-3 tuần anh em mình mới kiểu quay trở lại ấy. Đấy. Thì ok bây giờ mình sẽ quay cái gì ra? Thích đất hay là tập tạ hay là đi xúc mộng anh em ấy. Mình có gì đây, đây. Ok bây giờ mình sẽ quay vlog mình đi hít đất cho em coi nha. Thì không biết mình hít đất được bao nhiêu cái nữa nè. Thì ok bây giờ mình sẽ đi uống nước nha nè. Anh em thấy Tết đông đầy xưa cơm nghèo đoàn viên, nở xe gánh qua trong cuộc đời thế đau em thấy em cười. Thì ok bây giờ mình sẽ uống nước nha mọi người. Đây là nước lọc, anh em tin mình hút không? Mình hút kiểu là mình hút chút xíu là hết anh em. Cho cắt bố quay tiền đến sáng là phải chỉ giới thiệu bốc cái bát 20 tiết kiệm cầm đồ. Mình ngủ bị mũi chết tươi luôn. Thì cái mùng mình cũng mới đem đi giặt xong mình đem đi lại chúng nó mình còn ngủ. Chứ giờ này nó mũi lắm thì nó bị chán nắng mặt trời hai bên đó. Ok bây giờ mình sẽ quay vlog mình để mình lấy nó mình đội cho nó ngầu cái nè. Tóc của mình đó mọi người, mình để xuống vậy á, nhìn cái mặt mình nó kiểu nó ngố anh thấy không? Đấy, mình vuốt lên vậy nè mọi người, mình để xay bát á, tóc mình đó mọi người, mình chỉ vuốt lên thôi, nó không có ra hai má luôn nè, nó không có ra thẳng nha, nó sẽ ra một bên vậy nè. Đấy, tại hồi đó mình để tóc xay bát mọi người, mình để một bên vậy nè. Đấy, mình để bên đây nó bấm lên không? Đấy, bên đây thì nó đạt xuống nè. Cho khách phụ quay tiền nữa sẵn là phải. Ok, bây giờ mình sẽ quay vlog, mình sẽ đi xích kem cho mọi người. Xích kem chị mộng xong mình đi chậm tạ mấy cái anh em coi thôi ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy nó mình xích kem. Ok bây giờ mình sẽ đi sức mụn nha mọi người. Chứ mình nhảy cái nhót thôi, nhót mà thôi là chúng nó ra mồ hôi đầy mặt luôn mọi người. Ok bây giờ mình sẽ đi sức mụn nha mọi người. Mình uống nước á. Thêm 20 ta chưa giàu lên. Woo! Khóc than trong màn đêm. Woo! Khổ đau thêm nhiều. Woo! Ok anh em, bây giờ mình đã xích kem xong nha mọi người. Đấy. Khóc than trong màn đêm, khổ đau thêm nhiều thêm, lo càng lo lắng thêm 20 ta chưa giàu lên, đừng khóc than trong. Ok bây giờ mình sẽ đi quay vlog, mình sẽ đi tập để anh em coi mình hít đất được bao nhiêu cái nha anh em ấy. Hồi lên Sài Gòn giờ mình chưa hít đất mọi người ấy, chứ quay ăn Tết hít được có 2-3 cái là quay ấy. Ok bây giờ mình sẽ hít đất. Anh em coi mình hít được bao nhiêu cái nha anh em. Ok bây giờ mình sẽ đi vô cam cái. Trong màn đêm khổ đau thêm nhiều thêm, ok anh em bây giờ mình sẽ để cam ở đây nha anh em ấy. Thì ok bây giờ anh em coi mình hết đất được bao nhiêu cái nha anh em.
Xong mà kiểu hết đất xong luôn ấy. Ok bây giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Anh em thấy video mình hay thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Ok bye mọi người nha.